Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer trong tựa game King Gregory. Ở video lần này thì mình sẽ cho các bạn thấy năng lực chính tông của trang quỷ rồi mà mấp này. Ở video lần trước thì mình chỉ mua vĩnh viễn và sơ lược bởi ba chiêu thức này thôi. Tại vì mình chưa biến thành voi mà, nên là không biết cái sự lợi hại của nó ghê gớm cỡ nào. Nhưng mà ở video lần này thì mình sẽ cho các bạn chứng kiến cái điều đó ha. Rồi thì nói sơ về ba cái chiêu này. Một chiêu á thì sẽ giúp các bạn đánh vỡ đá ha. Coi như là một cái nền đá như thế này thì mình dọng một cái. Đó. Coi như là vỡ tung mọi thứ và gây sát thương cho những kẻ nào mà trong cái phạm vi mà mình làm nứt đá, vỡ tường. Kế đến là cái chiêu ít thì mình sẽ phang đá về phía kẻ thù á. Chiêu này thì cái thời gian hồi chắc là tầm khoảng đâu 5 giây à. Cũng khá là lâu, 5 giây đến 7 giây. Mình thấy là 7 giây chắc chắn hơn á. Chứ 5 giây thì nó không có chậm như vậy đâu. Rồi kế đến là chiêu rơi á. Thì mình sẽ lao về phía kẻ thù ha. À, sử dụng nắm đấm kèm theo sức gió để tấn công. Nhưng mà những chiêu này chỉ là ở cái trạng thái ngừ sử dụng được thôi. Khi mà mình lên voi ma múp á thì nó đã một là đẳng cấp khác rồi. Về voi ma múp nhập thể. À, đây là hình dạng của con voi ma múp á. Nhìn xem bộ của có vẻ rất là ngầu lòi á. Khi mà mình ở cái trạng thái voi ma múp này thì mình sẽ bắt đầu so sánh cái lượng đam mà quái đánh các bạn nhận vào ha. Cũng như là các bạn biến thành cái hình dạng này thì có được giảm đam hay không. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở về trạng thái người trước để kiểm tra cái lượng đam mà quái đập vô mình ha. Rồi, quái đập vô mình là như là khoảng 2k9 nha các bạn, 2k9, 2k8 ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ biến thành con voi ma múp để xem coi là có chuyện gì khác hay không, có được giảm đam hay không. Gõ đi. Nó không gõ được luôn à. Không gõ hả? Không gõ ủi à. Thì mình có thể ủi nè, đó, sử dụng cái voi đánh nha. Rồi mình dậm nữa nè. Quái nó không đánh được mình luôn các bạn ơi, ngon vậy. Hết sảy. Đây nè. Đó nè. Đó, nó chỉ đứng dưới nó nhìn thôi, nó đâu có đánh được mình đâu. Ngon. Vậy thì phải lại test với con boss này rồi. Đã nha, đã nha. Mình thấy xem bộ có độ tuyệt vời không hay nhẹ rồi đó. Dậm. À, đánh nó đi, đánh nó đi. Không đánh được các bạn ơi. Vậy là làm gì mà có đam nhận vào. Ngoại trừ chẳng hạn như boss Kaido, những con boss nào mà nó bự 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 bự. Nó hơn cái tầm đây nè, đó, cái tầm bụng của voi hơn một tí. Hoặc là những con boss nào mà sử dụng những cái chiêu thức mà chém từ xa đó. Còn những cái chiêu thức đánh cận á, thì nó khó có thể đánh được voi ma múp hay nọ. Thì ở đây thì mình chỉ việc là nhấp chuột thôi. Còn bạn nào mà chơi bằng điện thoại á, thì cứ nhấp ở trên màn hình điện thoại cái phím combat đó là được. Đó, quất nè. Thì một lần quất là khoảng 8k mấy máu nha bạn. Ai, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá đã nha. Vậy là sử dụng trái này thì các bạn farm quái thì nó khỏe ru à. Ngoại trừ mấy con boss bự thì nó hơi khó thôi. Boss đánh những cái chiêu mà diện rộng á, thử căng xíu thôi. Còn mấy nọ nọ nè, mình vụ bày là mình đánh được luôn nè. Quá là tuyệt vời. Lên tiền hết sảy ha. Đó chỉ là những cái múa dồi rồi dậm bình thường thôi. Còn về phần chiêu thức thì sao? Thì khi biến lên cái trạng thái này thì các bạn đã có một cái bộ chiêu thức hoàn toàn mới là gồm có Z, X và C. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử với cái chiêu Z trước nha. Rồi làm gì? cầm dồi gõ đầu đối phương các bạn ơi. Đúng hơn là lấy cái dồi ha. Gõ đầu kẻ thù nè. Còn đây là chiêu X. Thì mình thấy nó cũng tương tự như là cái chiêu X mà ở cái dạng ngừ. Nhưng mà cái này á thì nó khác hơn nè. Là mình sẽ kéo một cục đá lại ra. Rồi mình đè xuống một kẻ thù nào đó mà mình cần công kích. Nhưng mà cái chiêu này á, thì phải cần á cái sự tính toán mà nó chuẩn xác. Tại vì khi mà các bạn BK hay đánh với một người chơi khác á, thì họ đâu có đứng yên một chỗ như mấy con quái này đâu. Tại vì mấy con quái này chỉ đi thẳng thôi à. Nên là mình có thể canh được ha. Là mình đè được. Còn riêng mà BBB với một người khác á, thì các bạn phải canh cái vị trí chuẩn xác để đè cho hợp lý á. Rồi coi thử coi là cái lượng đam của chiêu X này mang lại bao nhiêu. 7k6. Chiêu Z. Chiêu Z là 6, khoảng 6.49 ha. Tiếp theo là chiêu C, làm gì đây?
thì nó cũng tương tự như cái chiêu C ở bên cái trạng thái hình mình, là nó cũng lao về phía trước và sử dụng cái lực gió cũng như là sát thương từ cái cơ thể để gây lên kẻ thù. Rồi bây giờ lại nè, ủi nè, đã bắt đầu đập vô vui nè. Trời ơi đã. Thôi ơi mấy con này tuổi, bây giờ đứng đánh hường vậy không cũng ngon nữa. Cái này chắc đi ải chắc thơm lắm đó các bạn. Quá đã rồi còn gì. Đây là một trái quỷ thì mình không biết là nó ở cái dạng legend hay là gì, chứ mình nghĩ là không phải legend đâu. Chắc là tầm ở cái dạng trái quỷ hiếm à. Chứ nó cũng không có đến mà dạng cực hiếm đâu. Thấy farm đã quá trời quá đất đi. Đó, chỉ việc là mình dụ lại, nhưng mà có điều là nó hơi chậm xíu nha. Mình thấy cái giòi nó quất hơi chậm á. Các bạn thấy không? Nó delay khoảng 1 giây luôn á. Đó, mình cứ dụ đông vậy mình lại mình farm ha. Rồi mình kết hợp với Z nè. Gõ liền. Lụm tiền. Dễ không các bạn? Quá dễ dàng ha. Bạn nhìn, mình nhìn con voi này sao mà nó đi sao giống dị tật của ta coi nè. Các bạn coi chân trước nữa nè. Vai thiệt. Và không sao. Nói chung là đây là một cái game thôi mà. Nên là mình cũng không có cần nó phải chuẩn xác giống như trong Vinh đó. Nếu mà chuẩn xác 100% mà nó giống dắt hàng Hán như trong Vinh đó, thì có lẽ là dễ bị ăn bản quyền. Và những YouTuber mà đăng video lên như tụi mình đây á, thì cũng có thể là bị những cái nhà phát hành phim anime One Piece á, bị đánh bản quyền nha. Nên là cũng nguy hiểm lắm. Nên là như thế này cũng sao các bạn. Nhưng mà nhìn thấy con voi nó không được bự bự cho lắm nha. Nó phải hầm hố một xíu nữa. Nhưng mà chắc là do là mình nhìn cái góc từ trên xuống dưới như thế này á, là mình thấy cái con voi á của mình nó nhỏ. Chứ các bạn thấy mấy con quái nè, đó. Mấy con quái là coi như là anh đứng tới đâu. Đứng chưa tới được hết cái chân của con voi nữa là biết là bự cỡ nào rồi. Mình bự hơn con quái này gấp 30-40 lần à. Dậm đã. Quá tuyệt vời. Các bạn có thể sử dụng trái quỷ voi ma múp này để farm. Đây là một trái quỷ farm. Chắc mình thấy là rất là ok. Còn riêng BK đó hả thì các bạn thấy nó chạy nè rất là chậm. Và rất là thụ động nha. Nhưng mà nó được một cái á, là khi mà các bạn biến lên cái trạng thái voi ma múp này thì cái lượng máu các bạn được tăng lên. Đó, bình thường là các bạn để ý nè là 41.35k đúng không? Khi mà mình biến lên nè thì nó thành là 74.34k. Nhưng mà có điều á, máu nhiều như thế để làm gì các bạn? Để trụ cho lâu á. Tại vì khi mà các bạn biến lên cái trạng thái này á thì dễ bị người khác hấp hành khô xả lắm. Những bạn người chơi khác á thì đâu như con quái đâu mà chung xuống dưới bụng voi vậy đúng không? Mấy bạn quýnh từ trên đầu mo, mấy bạn chặt xuống không à. Mấy bạn bay từ trên trời, mấy bạn chĩa thiên kiếm luôn xuống không. Nên là cái con voi này thì mình thấy trong BK đó thì nó hơi bị thụ động xíu. Nó không có cơ động á. Nó phải cơ động kìa. Nếu mà nó lướt thì nó chạy nhanh gì được. Nhưng mà nó chỉ chạy với một cái vận tốc như thế này thôi. Một bạn nào đó sử dụng cái quy á. Mấy bạn ấy lướt. Đó, lướt như thế này nè. Rồi bay lướt như thế này nè. Rồi đánh từ trên đánh xuống như thế này. Đây. Nên là mình thấy BK biến lên cái trạng thái voi này á thì chỉ bất đắc dĩ thôi, biến lên để cho có được chút máu. Rồi có giảm sát thương hay không thì mình không biết. Tại vì hiện tại bây giờ á thì mình đánh mấy con quái này á là không có con nào đánh lận voi gì hết à. Coi như đứng dưới bụng không mà đánh được gì đâu, để lên bãi trên đây coi. Con quái nào mà nó đánh ở cái phạm vi mà tầm xa á, nó chém tầm xa hoặc là nó nhiễu thiên thạch đồ các kiểu á thì nó mới gây sát thương cho con voi, thì mình mới canh đo đếm được. Chứ mình nghĩ thì cái lượng sát thương nó gây ra thì cũng như vậy thôi. Tại vì khi mà mình biến lại cái trạng thái này á, máu nó đã lên rồi mà bây giờ có thêm giảm sát thương nữa, phải nói là bá cháy một chiếc lửa à. Nói sơ bộ về trái quỷ này á thì mình thấy là đây là một trái quỷ dành cho những bạn nào á mà tân thủ, và mấy bạn nào mà muốn farm level á thì sử dụng trái quỷ này thì mình thấy là vô cùng hợp lý luôn. Tại vì chỉ có những con quái mà nó gây ra một cái phạm vi sát thương mà rộng á, chẳng hạn như những cái chiêu mà nó ghê gớm, rút độc đồ các kiểu thì mới ảnh hưởng đến con voi này thôi. Còn những con quái mà nó đánh thường thì nó hơi khó khăn.
còn hoặc là những quái bắn xa đó thì nó có thể gây sát thương cho con voi này được. Nhưng mà chắc mình nghĩ là cũng khó, nên là trái này nó sẽ phù hợp cho farm nhiều hơn. Còn BK đó thì mình thấy cái bộ chiêu á, nhất là chiêu X nè, thì các bạn phải cần canh đúng vị trí của kẻ thù cũng như là một cái người chơi khác để các bạn canh cho đúng. Và chiêu nó hồi thì cũng khá lâu, nên là dành cho BK thì chiêu X này mình thấy là nó không thỏa đáng. Nhưng mà những bạn nào thì kỹ năng cao thì có thể canh hướng đánh trúng thì rất là ok. Còn riêng về cái chiêu C này đó, đó cũng là một chiêu giúp cho cái công việc BK. Nhưng mà có điều á, nó hồi cũng rất là lâu, nên là mình không có tận dụng nó để có thể dồn kẻ thù đến cái lối chết được. Nên á, cái chiêu C này thì mình phải canh cho đúng thời cơ để phát huy được hiệu quả của nó. Còn riêng cái chiêu Z này đó thì phải kẻ thù lại sát bên mình thì mình mới tận dụng được. Như bạn nào là ám sát đó thì mình có thể tận dụng chiêu này mình gõ. Còn những bạn nào mà không ám sát thì cái chiêu Z này nó không cho ra được cái quy lực của nó được. Còn về cái hình dạng con voi này, tuy được máu trâu thiệt, nhưng mà có điều á là nhược điểm của nó là nó đi quá là chậm. Và nó không bay, không lượn gì hết. Nó chỉ cơ động ở phía dưới đất và gần cái phạm vi của con voi này thôi. Còn nếu mà những người chơi khác mà đi xa hơn á, rồi bắn chiêu cứ hit and run như thế thì con voi này sẽ đột tử rất là nhanh. Nên là trái này chỉ thích hợp cho farm. Còn BK đó thì tùy vào mấy bạn vậy. Theo mấy bạn suy nghĩ trái này thích hợp cho công việc BK hay không thì bạn comment bên dưới. Còn video đến đây thì mình cũng đã cho các bạn thấy năng lực trái quỷ của Jack hạn hán rồi. Các bạn đánh giá sao thì để lại comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo của mình. Bye bye các bạn.